Cách đây là một năm là con mổ. Và dạ. Mình mổ một lần thôi đúng không con? Dạ, con mổ 5 lần. Ôi trời ơi, 5 lần. Dạ, con mổ 5 lần trong một tháng. Con mổ 5 lần trong một tháng à? Dạ. Con cảm thấy sao? Cái tháng đó con thấy sao không bé Huy? Thật ra thì con cũng không cảm nhận được đâu. Tại vì lúc đó con hôn mê rồi. Rồi, đau à? Mình lúc mà mình đau vậy là con làm như thế nào? Con có khóc không? Hay là con nói với ba mẹ? Hay là con chịu đựng? Con làm như thế nào? Dạ, con khóc nhiều lắm. Có lúc là bé nắm tay con, bé nói là mẹ ơi cứu con với, mẹ làm ơn cứu con. Cái lần mổ mà mổ lúc nửa đêm á cô, mổ không dự tính trước là do bé bị nhiễm trùng ống. Bé hoàn toàn bé không biết gì hết. Mổ đến nỗi mà bác sĩ bảo ba bé đưa qua băng ca, bé biết là đi mổ nữa, bé không chịu. Bé khóc, bé không chịu đi nữa. Là tại vì bé mổ nhiều lần, bé sợ, bé hoảng sợ. Là bé cứ cầm tay con, cầm tay ba kêu cứu, làm ơn cứu con, làm ơn cứu con. Có bao giờ con thấy ba mẹ mệt hay là ba mẹ buồn hay ba mẹ khóc không? Dạ có, con chỉ thấy là ba mẹ con mệt thôi chứ ba mẹ con không dám khóc trước mặt con. Ồ, con biết luôn. Dạ. Con biết là không dám khóc trước mặt con luôn. Dạ. Vì sao con biết là không dám khóc? Dạ tại vì sợ con buồn. Có một vài lần con kìm không được nước mắt. Con khóc. Bé mới nói là con bệnh nặng lắm sao mà mẹ khóc. Bộ mẹ không muốn con sống với mẹ sao mà mẹ khóc hoài vậy? Câu nói đó làm cho con từ đây về sau con không dám khóc trước mặt bé nữa. Cô Anh cũng có gặp nhiều em bé ở trong chương trình này nè. Có bé thì không có được gặp mẹ, có bé thì không được gặp cha. Và cái mong ước duy nhất của các bé là được sống cùng với ba mẹ. Đôi khi cái ước mơ của người này á lại là niềm hạnh phúc của người kia. Nên là cô Anh ít nhất là chúc mừng con là bởi vì con có ba, có mẹ, có bà rất là thương con. Cả gia đình mình sống hạnh phúc với nhau. Hằng ngày mình được vẽ với nhau, được chơi với nhau. Dạ, con và... cũng thấy may mắn là vì mình còn ba và mẹ và các bà ngoại nữa. Đúng rồi, con thấy may mắn như vậy là rất là tốt luôn. Ở nhà lưu trú của con thì có nhiều bạn không có ba, không có mẹ. Và thậm chí là không có ba mẹ, chỉ sống với bà ngoại thôi. Đúng rồi. Bà ngoại, bà nội.